Tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc về quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có các đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ. Xác định công tác đảng, công tác chính trị là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong việc xây dựng lực lượng công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân. Chính vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên và có hiệu quả cho công tác xây dựng đảng giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy là hết sức cần thiết. Mối quan hệ giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy đã được quy định trong điều lệ đảng và quy định số 10 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố và quy định số 105 của Bộ Chính trị về phương cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm. Tuy nhiên, trong thực tiễn thời gian qua, các quy định của Trung ương và Bộ Chính trị chỉ mới quy định những mối quan hệ cơ bản, chưa đề cập cụ thể nội dung trách nhiệm phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy cho công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh và công an thành phố. Do đó, hội thảo lần này được Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đi sâu vào những vấn đề như phân tích các cơ sở lý luận thực tiễn về sự cần thiết trong phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, tình hình kết quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác đảng, công tác chính trị nhiệm kỳ 2015-2020, đóng góp xoay quanh nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm cũng như phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy về công tác lãnh đạo đảng, công tác chính trị đối với công an các tỉnh, thành phố.